Hôm nay tôi sẽ bật mí tại sao mà tóc tôi đi ra đường luôn tự tin nha. Vì mọi người hỏi về mái tóc tôi nhiều quá nên hôm nay tôi lên video bật mí cho mọi người xem là sản phẩm tôi hay dùng là sản phẩm gì. Thì em này tôi đã sử dụng đến chai thứ hai rồi và tôi cảm thấy ok với mái tóc của tôi nên là hôm nay tôi lên video để giới thiệu cho mọi người. Trong thành phần của em này sẽ có tinh dầu là từ bọc bưởi và tinh dầu của bọc bưởi sẽ giúp da đầu mọi người khỏe mạnh hơn cũng như là cải thiện tình trạng rõ rệt về rụng tóc. Và sẽ có các thành phần kích thích sự mọc tóc tự nhiên và ngăn ngừa tình trạng rụng tóc đi khô sơ. Độ cấp ẩm và dưỡng ẩm của em này thì chắc là mình cho tầm 9/10. Lúc trước thì da đầu mình có một số mảng bám như là gầu á, nhưng mà khi mà sử dụng em này xong thì da đầu mình cảm thấy là thoáng mát hơn cũng như là những cái em gầu đó không còn xuất hiện da đầu mình nữa. Thì mấy bà mà đã nhuộm tóc mà tóc mấy bà bị khô sơ thì mua em này về sử dụng thử xem là nó có như là đó không. Tại vì bản thân tôi mà xài nó còn vào nếp nữa, cũng chi là mấy bà mà tóc thẳng đúng không? Mà cái này thì cả nam và nữ đều sử dụng được, nên mấy bà yên tâm. Và phần của em này á là hoàn toàn từ tự nhiên. Tôi là tôi mê cái em xả nhất, tại vì em thơm nha. Và tôi thấy hình như là ở trong cái tiệm gội đầu á luôn sử dụng hai em này phải. Mọi người khi thấy mà tôi gội đầu xong mà tôi sấy tóc xong á thì tóc của tôi mọi người nếp trước khi mình rút keo nha. Với lại là mọi người yên tâm, giá thành hợp lý nè và xài rất là lâu. Bởi đúng với ông bà nói, cái răng cái tóc là gấp con người. Bởi vậy khi mọi người ra đường á mà cái tóc mình đẹp mình cũng tự tin hẳn đúng không? Hẹn gặp mọi người lúc sau nha, bye bye.